Chào các bạn, mình mới ngủ dậy. Bây giờ mình sẽ ăn sáng. Hôm nay đi làm hơi trễ một chút xíu nên mình có thời gian ở nhà làm đồ ăn sáng. Thì mình ăn xong mình sẽ đi làm, sau đó đi tập. Thì bữa hôm nay mình sẽ tập chân. Maybe là có thể là tập chung với một người bạn của mình, cũng như là người ấy làm chung với mình. Thì buổi ăn này sẽ rất là lớn, tại hôm nay tập chân mà. Thì mình sẽ cho các bạn coi mình ăn cái gì. Đây là món ăn của mình. Thì ở đây mình có hai serving của cái yến mạch, thì mình cân ra 80 gram. Sau đó mình có bỏ thêm một muỗng bơ đậu phộng, rồi sau đó mình có bỏ thêm mấy cái trái cây nè. Không biết ở Việt Nam mình có bán hay không, nhưng mà ở bên đây mình có bán cái trái cây mà nó đông lạnh đó, nên mình mua về. Nó là mấy trái blueberry, blackberry, raspberry. Và một thứ nữa mình sẽ bỏ vào đó là stevia. Thì stevia mình không biết nó ở Việt Nam mình có bán không. Nó là một loại, nó bán ở trong cái bịch giống vậy nè. Nó giống như đường vậy á, nhưng mà nó không có calories. Mình tìm trên mạng á, mình tìm cái tiếng gì coi nó dịch ra là gì á, thì nó nói là đây là một loại cỏ, hình như gọi là cỏ ngọt hay sao á. Thì các bạn có thể lên mạng Google tìm thử. Nó là cỏ ngọt, thì bỏ vô nó ngọt ngọt. Mình thích bỏ này vô khi mà mình season tố hoặc là mình ăn yến mạch, thì mình sẽ bỏ khoảng 1 đến 2 bịch vô để ăn. Thì ok, bây giờ mình sẽ ăn, coi YouTube video và đi làm. Florida nó thất thường giống như Việt Nam vậy đó. Đang trời nắng đẹp đẽ, tự nhiên mưa. Các bạn thấy nước mưa nè, 15 gram chứ không phải mưa lớn nữa. Just 19, she was headed off to college to follow a dream. Didn't really have friends, never played in the team. So focused on school, she was hardly a teen. Damn, living in her room, she barely left. Hated being lonely, so she slept. Only got up to study for tests, and honestly, she don't really care about the rest. Then she met a dude, started going out, cause that's all he wanted to do. He didn't care about her, just some bottles of booze. He was focused on his last, never told her the truth. Constantly used, grades started fading away. She was given everything what he would take and take. Her first real love, but for him it was fake. And she finally caught him over at his ex-girl's place. No, she don't know what to do, cause loving this guy, that was all that she knew. It's hard to find the next one when you're broken in two. Broken and bruised, feeling like you're destined to lose, but she never felt this way, she never felt this way. Grab another bottle, put it up to her face. Rather cover all the pain before she ever would say.
kid. Always wanted something more, but could never begin, never fit in. He was kinda lacking with friends. His favorite part about the day is when it would end. Damn, so alone. Spending nights in his room, nobody hitting his phone. Always wondering to himself if he did something wrong. The truth is that he was barely getting along. Still, he never tell no one. He never tell no one. About to take his own life before it ever begun. Stuck on the run, tired of always being on the run. See, he was so sick of being laughed at. Started hitting up the party, saying past that. Get a little bit high just to feel okay, but all the pain he could barely even mask that. No, not the whiskey or drugs, only losing yourself. You ain't fixing it up, pill in a cup. Cheers, man, drinking it up. Getting so high, he don't even know what's up. But he never felt this way. He never felt this way. Really can't tell by the look of his face, but inside, see, Dylan, he was begging to say, sẽ uống một muỗng quay. Uống một muỗng quay sau đó mình sẽ đi tắm. Sau đó mình ra mình sẽ làm đồ ăn để ăn thêm một bữa sau khi tập. Thì mình sẽ cho các bạn coi mình ăn cái gì. Ok. Thì buổi tập ngày hôm nay cũng rất là ok. Thì như mình nói, hiện tại mình mới vừa tập xong cái program của mình, cái chương trình tập của mình. Thì mình không có còn tập cái kiểu mà hàng tập full body nữa. Bây giờ cái tuần này á, mình chỉ tập, thích tập gì mình tập thôi. Bởi vậy mình có thời gian để đi tập với những người khác. Mình có thể flexible đi tập với những người bạn của mình. Hoặc là hôm nay mình tập với một người bạn mà manager của mình. Cái ông bự bự cao cao da đen đó, ổng là manager của mình. Thì buổi tập ngày hôm nay rất là ok. Mình rất là cảm thấy rất là tốt. Tại vì có năng lượng này, 315 pound feel, cảm thấy rất là ok. Thì hiện tại vẫn còn đang siết cơ, chắc siết tới cỡ khoảng tháng 4 thì mình sẽ bắt đầu xả cơ, bắt đầu tăng cân tăng cơ và tăng sức mạnh. Thì can't wait, không thể nào đợi được tới cái khoảnh khắc đó. Thì sẽ ăn được thoải mái hơn một chút xíu, không phải gò bó, không phải lúc nào cũng phải chạy về nhà làm đồ ăn đặng đem theo hết. Thì cũng rất là khó, tại vì cái thời khóa biểu làm của mình thì mình làm từ buổi sáng khoảng 8 giờ cho tới 12 giờ trưa, rồi sau đó từ 4 giờ tới khoảng 8 hoặc là 9 giờ. Thì từ 12 giờ đến 4 giờ, cái khoảng thời gian đó mình là cái khoảng thời gian mà thường mình đi tập hoặc là mình ăn uống gì đó. Bởi vì nó rất là, cái khoảng thời gian đó rất là ít, bởi vì mình nhiều lúc mình tập mình không có thấy thoải mái, tại vì mình đang siết cơ nên mình muốn phải ăn đồ ăn ở nhà, mình không muốn ra ngoài ăn nên mình gán tập lẹ đang chạy về nhà tắm rửa thay đồ ăn này kia. Bởi vì nhiều lúc cái mình cảm thấy mình đang rush cái workout của mình, cái buổi tập của mình tập cái gì cũng lẹ, không có bỏ thời gian ra nghỉ ngơi này kia đàng hoàng, nên bởi vì không thể nào đợi được tới khi lúc xả cơ thì khỏe hơn xíu, có nhiều năng lượng, có đồ ăn nhiều, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn xíu và thích ăn cái gì mình có thể ra những cái tiệm ở ngoài đường, ví dụ như Subway, Chipotle hoặc là Chick-fil-A, mấy cái nhà hàng đó, và cứ lên mạng mà tìm cái macro của nó, không có cần phải 80-90% phải chính xác. Bởi như video trước mình có nói, khi xả cơ thì còn thoải mái hơn xíu, tại vì mình có rất là nhiều calo để ăn. Thì khoảng 70% 80% là thức ăn tốt, và còn nhiều cứ ăn thoải mái đi. Bởi vì cũng ok, kỳ này mình sẽ cố gắng xả cơ một cách đàng hoàng, dẫn tính macro khi xả cơ. Chứ lần trước mình không hoàn toàn cũng có tính macro, cái lần xả cơ trước mình cũng có tính macro, nhưng là mình không phải mà tính nhiều. Có một bữa là mình không tính gì luôn. Thì mình sẽ gán điều khiển cái điều đó, tại vì mình không muốn mà khi xả cơ mình sẽ tăng thật nhiều mỡ, và khi siết cơ nó sẽ bỏ ra một khoảng thời gian lâu để siết xuống. Thì ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình uống này xong, đi tắm và làm đồ ăn.
Và đây là đồ ăn của mình, cũng mấy món ăn đồ ăn bình thường như thường lệ thôi, không có gì đặc biệt hết. Cũng thịt gà, rồi fat free cheese, rồi có bông cải xanh với loại cái cơm trắng mà mình bỏ vô microwave. Và sau đó mình sẽ chế cái tương này lên. Như tương này nó không có macros, zero mọi thứ hết. Các bạn thấy mình sẽ đổ nó lên ăn cho nó có vị chút xíu, rồi uống thêm cái nước ngọt nữa, cái root beer diet zero calories. Thì ăn này xong mình sẽ đi làm. Thì ok, ăn đây chắc coi YouTube xong rồi đi làm. Ok, thì mới đi làm về, nằm đây một đống đi. Thì cũng hơi mệt, chắc do mình làm rồi mình tập rồi không có thời gian nghỉ ngơi á. Sáng làm xong cái đi tập, tập xong cái chạy về nhà ăn uống xong cái đi làm tiếp, không có thời gian nghỉ ngơi nên cũng mệt. Thì bây giờ mình sẽ gán ăn để gán finish cái, hoàn thành cái macros. Tối nay thì sẽ không đi đâu hết, sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Mai thứ bảy mình cũng còn đi làm nên thôi, ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu chơi hết. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi mình hoàn thành cái macro nó bằng những cái món ăn gì. Thì cảm ơn các bạn đã coi cái video của mình. Thì rất là cảm ơn những bạn đã subscribe cái channel của mình. Mình cảm thấy rất là vui khi được các bạn ủng hộ và các bạn subscribe cái channel của mình. Khi các bạn nhấn nút subscribe đó có nghĩa là các bạn tin tưởng ở mình và thích mình ra video và cái cách thích cách mình làm video nên mình rất vui. Thì mình sẽ cố gắng cải thiện, lấy những cái góp ý của nhiều bạn. Mình có đọc hết tất cả các comment của các bạn, comment ở trong cái video của mình. Mình sẽ cố gắng đọc và sẽ cố gắng cải thiện những cải thiện video của mình nhiều hơn qua những cái cách góp ý của các bạn. Thì cảm ơn rất là nhiều đã ủng hộ mình. Thì các bạn hãy nhấn nút like và share cái video nếu thấy hay. Và nhớ những bạn nào chưa subscribe thì subscribe cái channel của mình để có thể coi những video mới của mình. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.